Tử vi tuổi Nhâm Dần 1962, tháng 2 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, hôm nay kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về vận trình của những gia chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Với mong muốn rằng anh chị có thể nắm bắt được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc, đạt được những kết quả đáng được mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Vậy trong tháng này, tuổi Nhâm Dần có gặp may mắn về tài lộc, làm ăn phát đạt hay gặp nên đuổi, xui xẻo đổ đường? Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh? Mời anh chị hãy cùng theo dõi video để biết chi tiết cụ thể. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch. Từ ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Mão Lục Hợp Tuất, Tam Hợp Mùi và Hợi Thành Mộc Cục. Xuân Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ, Tuổi Thân. Đối với những người tuổi Nhâm Dần trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 1 tháng 2 năm 2021, từ ngày 13 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân. Thứ hai là ngày âm lịch 13 tháng 2 năm 2021, từ ngày 25 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân. Thứ ba là ngày âm lịch 25 tháng 2 năm 2021, từ ngày 6 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Dần trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 4 tháng 2 năm 2021, tức ngày 16 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 2 năm 2021, tức ngày 28 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sân Đầu Hỏa. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 2 năm 2021, tức ngày 9 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có được kết quả cao. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại,
hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tổng quan tử vi tuổi Nhâm Dần 1962 trong tháng 2 âm lịch. Những người tuổi Nhâm Dần 1962 có mệnh kim, bạch kim là những người thích yên tĩnh, yêu cuộc sống gia đình, đầm ấm, yên vui. Họ cũng là mẫu người của gia đình, đi đâu làm gì cũng hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để những người mình yêu thương được hạnh phúc. Nữ giới tuổi Nhâm Dần tính cách rất nhiệt tình, song nam giới lại có phần khác biệt, trong nóng, ngoài lạnh. Họ cũng có phần nữ tính, do dự, không quyết đoán, bốc đồng, song không dám chịu trách nhiệm. Những người tuổi Nhâm Dần luôn hiểu rõ những việc mình cần làm, tinh thần nghiêm túc, làm ra làm, chơi ra chơi. Họ sẽ hoàn thành công việc nơi công sở, chứ không mang về nhà. Căn nhà là thánh địa của gia đình. Họ không muốn để công việc ảnh hưởng đến thời gian dành cho người thân. Tử vi tháng 2 năm 2021 Tân Sửu cho biết rằng tháng này vận trình của các gia chủ tuổi Nhâm Dần rất tốt trên mọi phương diện. Về sự nghiệp, hầu như các bạn đều đã nghỉ hưu hoặc chỉ còn một số ít đang tiếp tục làm nên may mắn và sự nghiệp gần như không có. Những người tự làm chủ cũng không cần vất vả với kế hoạch, dự án nhiều. Đến tuổi này, việc cần làm là quan tâm đến sức khỏe và dành thời gian chăm lo cho gia đình của mình. Bên cạnh đó, tài lộc và công danh thì những gia chủ tuổi Nhâm Dần đã có những đủ đầy nhất định nên bản mệnh không bị lo và áp lực về kinh tế. Nhưng tháng này, gia đạo sẽ có vấn đề lớn xảy ra, gây đến những tổn thương tình cảm trong gia đình. Trong tháng cũng sẽ có những xung đột xung quanh những vấn đề tài sản, cần phải khéo léo xử lý vấn đề để mọi việc diễn ra nhẹ nhàng, đúng tình, đúng lý, để bản mệnh không bị rơi vào thế khó xử, tình cảm xung đột. Tân âm kim gặp dần dương mộc là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Để giúp các gia chủ hóa giải đến những thị phi xui xẻo và giúp con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở, thì những người tuổi Nhâm Dần cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế để hộ thân, nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, còn sử dụng minh quang pháp bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ. Là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần. Tử vi tháng 2 âm lịch của tuổi Nhâm Dần cho thấy tinh thần bản mệnh bất ổn chi phối mạnh đến công việc và các mối quan hệ. Tháng này, người tuổi Nhâm Dần có thể mong đợi rất nhiều may mắn để kiếm tiền so với các tháng trước. Tuy nhiên, người tuổi Nhâm Dần đã bước vào tuổi trung niên. Một số người đã nghỉ hưu nên sức khỏe của bạn quan trọng hơn tất thảy. Quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho bạn, giúp bạn nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân mình. Song không được suy nghĩ bi quan, tiêu cực thì mọi việc sẽ tốt đẹp theo ý bạn. Những người làm lãnh đạo, kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình, cứng rắn của bạn rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này, bạn nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi, công cộng. Đó cũng là hoạt động ý nghĩa giúp bạn lấy lại tinh thần. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn, không may mắn, đạt được những thành công, khuyên gia chủ tuổi Nhâm Dần nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tài lộc của tuổi Nhâm Dần. Tháng này, bạn có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết, bạn sẽ được thăng cấp đến một cấp độ nào đó mà bạn chưa bao giờ đạt được trước đây. Tuy nhiên, cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu không biết cân đối tài chính thì tiền cũng không cánh mà bay.
quý gia chủ cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Tháng này, tài lộc của những người tuổi Nhâm Dần khá ảm đạm. Bản mệnh nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để hóa giải những xui xẻo, thị phi bủa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hành thông, thuận lợi. Vòng tam giác khai vận là vật phẩm hộ thân, trang sức đeo tay, giúp chiếu cát lành, chiếu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiếu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát cho tuổi Nhâm Dần. Tình cảm và gia đạo của tuổi Nhâm Dần. Bước sang tháng 2 âm lịch, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho Nhâm Dần. Những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi quý gia chủ giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Tất cả là do quý gia chủ và nửa kia đã sống với nhau trọn đời. Vì vậy, hai người đã quá hiểu nhau, có thể thấu hiểu và bao dung cho nhau. Bên cạnh đó, trong tháng 2 âm lịch này, gia đình sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề còn tồn đọng, thấu đáo nhất, tránh làm sức mẻ tình cảm của gia đình. Để tăng cường vận khí và giúp cho con đường tình duyên của bản mệnh hành thông, rộng mở, quý gia chủ tuổi Nhâm Dần nhớ mang bên mình vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho những người độc thân. Sức khỏe của tuổi Nhâm Dần. Sức khỏe của những người tuổi Nhâm Dần trong tháng 2 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần của những người tuổi Nhâm Dần có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Một phần nguyên nhân là do ở tuổi này, sức khỏe của quý gia chủ đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng một phần là do quý gia chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian để chăm sóc bản thân. Quý gia chủ cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi của mình. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Nhâm Dần cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về vận trình tử vi tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Tháng này trên mọi phương diện đều khá ổn định. Điều quan trọng là quý gia chủ cần chú ý giữ gìn sức khỏe. Với quý gia chủ mà nói, tuổi này sức khỏe là quan trọng hơn mọi thứ. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian vừa qua tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi hoặc những dự định trong công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Nhâm Dần trong tháng 2 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.